Vâng, xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Chúng ta đang đi trên đường Tảng Đà thưa các bạn. Nếu chạy ngược lại thì chúng ta sẽ rất xìa luôn đây. Đây là ngã tư giao nhau giữa đường Tảng Đà với đường Nguyễn Văn Linh, một con đường dọc chiều đông tây của Huế ở phía bắc thành phố Huế. Cái khu nhà vàng vàng trước mặt đó là khu quy hoạch, xin lỗi, khu chung cư Hương Sơn. Tầm hơn 100 mét nữa chúng ta sẽ đến cầu Bạch Yến. Bắc qua sông Như Ý, bắc qua sông Bạch Yến. Và qua cầu Bạch Yến thì chúng ta sẽ qua cầu Cửa Hậu và đi vào Cửa Hậu. Vào kinh thành Huế. Đây là cầu Bạch Yến thưa bạn. Đổ ngay xuống cầu Bạch Yến thì chúng ta gặp ngã tư nơi giao nhau giữa đường Tảng Đà và Tăng Bạc Hộ. Phía bên tay trái là đường Tôn Thất Thiệp. Cầu Cửa Hậu. Trước mặt chúng ta là Cửa Hậu. Và vào đây là đường Đinh Tiên Hoàng rồi các bạn. Chạy thẳng đường Đinh Tiên Hoàng này chúng ta sẽ đi ra đến đường Trần Hưng Đạo. Cái vị trí trước cái công viên Thương Mại. Và cái khu vực này người ta gọi là đồn Máng Cả. Bên tay trái có một cái đồn biên phòng. Cái đoạn này người ta cũng mới làm tầm cỡ 5-6 năm trở lại đấy thôi. Trước đây để đi ra Cửa Hậu thì chúng ta phải đi qua phía bên kia đường Máng Cả. Chúng ta thấy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, quân khu 4. Chạy thẳng trước mặt là đi qua cầu Kho, thẳng đường Đinh Tiên Hoàng. Tuy nhiên hôm nay mời quý vị và các bạn chúng ta rẽ trái qua đường Lê Trung Đình. Đoạn này nó đang song song với sông Ngự Hà. Cái khối nhà trên đoạn đường này có cái thế rất là đẹp. Mặt tiền nhìn ra sông. Và cái hướng cũng là hướng Nam, lệch Đông. Qua cái ngoèo này
là kết thúc đường Lê Trung Đình. Bây giờ chúng ta đi qua cái đường Lương Y, sát cái bức tường thành luôn thưa các bạn. Và bên tay phải thì dọc một đoạn sông Ngự Hà tiếp. Rất nhiều cái con sông đào to nhỏ dài ngắn, đặc biệt là quanh kinh thành Huế, tạo nên một cái hệ thống phòng thủ bảo vệ kinh thành. Sông Ngự Hà cũng nằm trong cái số con sông đào đó. Đường Lương Y này chúng ta thấy là chỉ bằng bê tông rộng tầm cỡ 3 mét nhưng mà lại rất là thoáng, bởi vì nó giáp với sông và nhà chỉ có một bên thôi. Thú vui tao nhà của bà con chiều ra sông Ngự Hà câu cá. Phía bên tay phải của chúng ta là cái cầu Lương Y. Rồi qua cái cầu này chúng ta sẽ đi vào cái đường Xuân 68. Cầu Lương Y thưa bạn, một cái con đường sát với tường thành phía đông của kinh thành Huế, đường Xuân 68. Và cái video này mình nghĩ rằng đây là những cái hình ảnh cuối cùng có thể của cái con đường này. Bởi vì sao thưa bạn? Bởi vì người dân sống trên cái mặt trên của kinh thành còn được gọi là dân thường thành. Trong đợt này được di dân ra nơi định cư mới, đó là hai cái khu quy hoạch, một là Hương Sơ và hai là ở gần cái cửa hầu. Số di dân của Huế được thống kê là 4.201 hộ. Tuy nhiên đợt một thì di dân hai cái khu vực đó là trên Thượng Thành và khu vực Eo Bầu,
chúng ta để ý kỹ, phía bên trên thì nhà bà con một số người đã ra đi. Thế được một khoảng hơn 500 hộ thôi ạ. Một đoạn nữa chúng ta sẽ đến cái cửa Đông Ba. Cắt ngang qua đường Mai Thúc Loan, cửa Đông Ba phía bên tay trái. Chúng ta đang đi trên đường xuống 68 thưa ạ. Con đường này bây giờ mình vẫn thấy ít cái sự thay đổi. Tuy nhiên trong thời gian tới nó sẽ thay đổi nhiều. Khi bà con được di dời xong thì nó lộ ra cái kinh thành Huế, trả lại kinh thành cho di tích để khai thác về cái du lịch. Chúng ta thấy vừa rồi có một cái camera gần trước màn hình chúng ta. Hiện nay trên đường phố Huế, đặc biệt là các cái nơi giao nhau thì dân gần như là chính quyền có đặt camera nhiều nơi đặt camera. Đoạn này là địa chỉ số 6 đường xuống 68. Đây là số 2. Và qua đây là hết xuống 68 rồi thưa bạn. Qua đây là đường Ống Ích Khiêm rồi. Con đường này cũng sạc bờ thành luôn, nhưng mà sạc cái tường thành phía nam. Bên trên chúng ta để ý thấy thì bà con cùng có người đã tháo dỡ nhà, xe chở hàng, chở đồ đạc của bà con di chuyển qua nơi ở mới. Đây là một cái khu chợ nhỏ trên đường Ông Ích Khiêm. Mùa này đang dịch cho nên chỉ nhiều cái hoạt động muốn bạn nó bị tắt lại, không nhiều người đi mua, cho nên chỉ người bạn bị ảnh hưởng thua lỗ. Riêng về Huế thì chưa nghe thông tin là có người dân Huế nhiễm bệnh. Tuy nhiên khách du lịch đến Huế đã phát hiện như vậy là 2 người
Và Huế bây giờ lập nhiều cái khu chốt chặn. Đây là cái cửa Thường Tự thưa bạn. Cái khu chốt chặn có nghĩa là sao? Cái khu chốt chặn để khách đi cả cái chuyến xe thưa bạn vào thành phố Huế thì được yêu cầu dừng lại để kiểm tra thân nhiệt, phát hiện nghi ngờ thì cách ly ngay. Chúng ta đang đi trên đường Đinh Tiên Hoàng, ở cái khu vực này là cửa Thường Tự thưa bạn. Con đường này nếu chạy ngược lại như hồi nãy thì chúng ta đến cái đường Tảng Đà như cái đoạn đầu video chúng ta đi đấy. Và rẽ phải này là đường Trần Hưng Đạo rồi. Và tại Huế hiện nay thì sinh viên ngành y tuy không đi học nhưng lại được yêu cầu là tình nguyện cái tuyển đầu để kiểm tra sóng phá vào cả cái địa điểm công cộng nhằm phát hiện dịch bệnh. Như vậy là cái động thái phản ứng trước cái tình hình dịch bệnh lan rộng của Huế như thế theo mình nghĩ cũng rất là tốt, chặt chẽ, đặc biệt là cái khâu mà quản lý cái đầu vào cái người từ nước khác đến Huế cần phải được kiểm tra phát hiện, kê khai ngay cái tình trạng sức khỏe, đồng thời là cái lộ trình đã đi qua. Như mình biết thì ở một số nơi có cái lần phong tỏa, ngay cả ở nước ngoài cũng như là ở Cali, thì thống đốc người ta yêu cầu bà con không được ra ngoài đường, không nên ra ngoài đường nếu không có việc cần thiết. Nhưng ở Việt Nam, ở Huế thì chưa có. Vâng, chúng ta vừa đi qua cầu mới, cầu Phú Xuân. Video đến đây cũng đã dài. Mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video tham quan cảnh quan và cập nhật một số cái điểm tình hình của Huế. Quý vị không quên like cũng như là bấm đăng ký rung chuông, lúc đầu mới nhận được cái video khác mà Huế Năm Ngày Nay tải lên. Xin mời chúc quý vị và các bạn luôn vui, khỏe, hạnh phúc, làm gì cũng thành công, thành đạt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Trân trọng.